thì người ta có lẽ lại quay về cái vòng quay đó, vẫn là Argentina. Tất cả những cái giải thưởng cá nhân là dành cho đội bóng xuất sắc nhất. Anh em Tùng, anh thấy rõ ràng là Argentina không quá xuất sắc, tức là áp đảo hay là ấn tượng giống như cái cách Brazil là vào chung kết, nhưng bây giờ thì tất cả những gì xứng đáng nhất dành cho họ. Chiến thắng 1-0 trận đấu chung kết, nó đúng là chiến thắng của một đội bóng sẽ giành chiếc vô địch. Còn cá nhân tôi thì muốn nói thêm một chút về Messi. Người ta đã nói rất nhiều đến đây là phiên bản Messi xịn nhất trong màu áo của đội tuyển Argentina tính xuyên suốt cả sự nghiệp của anh. Không phải chỉ vì trận đấu này Messi đã thắng và giành chiếc vô địch, mà trước trận đấu này tất cả các nhà chuyên môn đều đã nhận định đây là Messi phiên bản xịn nhất. Không chỉ bởi những con số thống kê giống như bạn Thành Trung đã nói, không chỉ bởi 4 lần là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, mà còn bởi những gì mà Messi đã cống hiến. Chúng ta vẫn nhớ cái hình ảnh có thể nói là ám ảnh rất nhiều người, đó là đôi tất nhuốm máu của Messi với các mắt. Copa America 2021 giữa hai hàng cầu thủ đội tuyển Argentina với những tràng vỗ tay và sự tôn trọng dành cho đối thủ của họ. Đây là hình ảnh rất đẹp, bởi vì tôi đã thực hiện rất nhiều các trận đấu chung kết, nhưng hiếm có một cái trận đấu nào mà tôi thấy là những người chiến thắng lại thực hiện cái điều này, mà nó thực hiện ở ngay dưới sân, tức là không phải lúc nào nó cũng diễn ra. Nói chung là những trận chung kết chúng ta không chỉ xem những cái tình huống ở trên sân, chúng ta cũng không chỉ nói đến vấn đề chiến thuật, họ đá là làm sao, người nào hay nhất, người nào quá tệ, người nào mắc lỗi, mà trong tất cả cái quãng thời gian như đến cái nghe vào thì tôi với cá nhân tôi chú ý nhiều hơn về vấn đề cảm xúc, nhiều hơn vấn đề nỗ lực, nhiều hơn về cái chuyện họ đã làm gì để hướng đến danh hiệu của mình. Thì ở ngày hôm nay phải nói rằng ít có một trận chung kết nào mà chúng ta thấy cái sự nỗ lực và sự khát khao nó đến từ cả hai phía như vậy, và cả hai phía nó đều có những ngôi sao thượng hạng, và cả hai người đó đều canh đua với nhau, mặc dù họ khá thân thiết với nhau, không có một chút gì nào gọi là e ngại cả. Và cái sự khát khao này nó khiến khi mà chúng ta gặp được trong một trận đấu chung kết, kể cả đó là một trận chấm chung kết Champions League. Một điều quan trọng nữa, cái ngày mà Ronaldo đăng quang ở châu Âu ấy, thì tôi cảm thấy là các cầu thủ đồng đội của anh ta nó không cuồng nhiệt như ngày hôm nay khi mà họ đồng đội cân công khênh anh Messi đâu như vậy. Cái cảm giác này tôi thực sự là tôi xem đá bóng rất nhiều rồi, tôi chưa được thấy một cái hình ảnh như thế. Nó chạm đến cái cảm xúc, và nó chạm đến cái gọi là cái chất bóng đá thực sự, cái tình yêu bóng đá thực sự. Và tất cả tập thể thì một con người đông là vật chứng được cái chiếc đồ bóng đá đó. Vâng, thực ra thì năm 2016 trên sân Stade de France thì rõ ràng là tôi cũng đã được chứng kiến là Ronaldo lên ngôi vô địch, nhưng đúng là nó không thể có một cái hình ảnh giống như ngày hôm nay khi có đặt công tên một người không phải là huấn luyện viên như là Lionel Messi trong những gì mà chúng ta đã chứng kiến. Nhưng có lẽ nó cũng là một phần, nó cũng là tính cách, đúng không ạ? Ở một cái nơi môn khác, Nam Mỹ khác, châu Âu khác, các thể hiện của họ cũng khác. Nhưng Messi thì rõ ràng ngày hôm nay thì tôi thấy hiếm khi mà chúng ta xem một trận đấu bóng đá chung kết giữa hai đội tuyển mà đội lớn là tương đương nhau, nhưng mà cái số người ủng hộ Messi chứ không phải ủng hộ Argentina lại lớn như vậy đâu. Bây giờ sẽ là phần trao huy chương vàng và chiếc cúp vô địch dành cho Argentina, điều mà anh Nguyễn Thắng chờ đợi nhất. Một chút hình ảnh của tuần trước, Neymar sau khi rời khỏi bục nhận huy chương đã ngay lập tức tháo chiếc huy chương đó ra. Đó là một cái sự thất vọng rất là lớn. Bây giờ thôi, hãy quay trở lại với niềm vui của Argentina. Anh gặp anh như thế nào khi thấy những hình ảnh như thế này? Thực sự là từ lâu lắm rồi. Anh cứ để khóc, anh cứ khóc, không ai nhìn thấy, bởi vì chúng tôi sẽ dành toàn bộ phần hình ảnh cho phần trao. Nhìn những hình ảnh này tôi lại là thực sự lại nhớ đến cái giọt nước mắt của Diego Maradona ở World Cup 1990, và sau đó là đến cái ánh mắt mà Messi nhìn vào cúp vàng năm 2014. Nhưng mà đến bây giờ thì sau rất nhiều năm chờ đợi không chỉ của Argentina mà cả Messi nữa, thì Messi và các đồng đội đã được nâng cao chiếc cúp vô địch. Nhiều người cũng nói là Copa có thể không bằng, đương nhiên là không bằng cúp vô địch thế giới, cũng không thể bằng Euro, nhưng mà trong sự nghiệp của Messi ấy, đây là một danh hiệu duy nhất mà cầu thủ này còn thiếu. Và sau trận đấu này có lẽ Messi cũng đã được đi vào một đời huyền thoại rồi. Chúng ta có một bức ảnh là Diego Armando Maradona và tôi chắc chắn đã được trái bóng cho Messi trên ngưỡng cửa của ngôi đền của các huyền thoại. Thực ra thì còn có một thứ nữa mà chúng ta có thể nói về những hình ảnh đã được thấy từ buổi lễ trao cúp này, đó là ở phần cuối của các giải vô địch quốc gia châu Âu trong năm vừa rồi, phần lễ trao cúp ở các giải đấu cúp diễn ra cực kỳ ngắn gọn,
nhiều khi là cầu thủ phải tự tay đến lấy huy chương và sau đấy là tự đứng ra khác, đúng không ạ? Không có một cái sự tập trung đông người, nhưng đây là những dấu hiệu cho thấy là mọi thứ đã dần ổn định hơn trên toàn thế giới ở các khu vực khác nhau. Và ai xem bóng đá, chúng ta là các cổ viên xem bóng đá đều muốn được thấy những hình ảnh có thể như thế này mới chạm lại cảm xúc, chứ không chỉ là đơn thuần là mỗi cầu thủ đến lấy một cái huy chương xong đi về, xong xuôi tất cả lại về. Chúng ta đã được chứng kiến những hình ảnh của ông Alejandro Dominguez, chủ tịch liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, những người có mặt ở tất cả các sân đấu để theo dõi các trận đấu quan trọng ở giải đấu năm nay, đặc biệt là các trận đấu của Brazil và Argentina. Và đây là lúc mà Lionel Messi, người đã xuất hiện trên màn hình. Thời khắc này chúng ta nên dành những lời nói cho đội thắng, vì không phải lúc nào chúng ta cũng có được cái khoảnh khắc ngay người sung sướng này. Anh Trung cứ yên tâm, những lời dành cho anh Nguyễn Thắng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn ở phần sau chương trình. Chúng tôi muốn đây sẽ là phần mà các cầu thủ Argentina là những nhân vật chính trong chiến dịch Copa America 2021 cho Messi và các đội. Và đây là thời điểm mà chiếc cúp đã được trao cho Lionel Messi, chiếc vô địch Copa America 2021 đã trọng tài và bùng nổ. Chúc mừng Argentina, chúc mừng Lionel Messi, chúc mừng các cầu thủ bóng đá Argentina. Cuối cùng thì điện thoại bóng đá của họ cũng đã được đại diện cùng với đội tuyển quốc gia. Thế giới bóng đá cũng thay đổi cho Lionel Messi trong chiếc vô địch này, trở nên hoàn toàn xứng đáng. Cho dù chơi không hay trong trận chung kết, cho dù bỏ lỡ một cơ hội có thể nói là 10-10 là số lớn cá nhân, nhưng cuối cùng thì điều quan trọng nhất là chiếc vô địch. Hơn lúc nào hết thì Messi bây giờ đang hiểu rõ là chiến đấu của cả một tập thể thì quan trọng hơn nhiều so với những danh hiệu cá nhân, và có lẽ là anh ấy sẽ đánh đổi tất cả để có được chiếc vô địch này. Một Copa America đầy màu sắc, sân vận động Maracana, pháo hoa đã được nổi lên trên bầu trời, và chúng ta đều thấy đây là một chiếc vô địch mà Argentina đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Họ vẫn đang rất vui, và cuộc vui này có lẽ là không chỉ ở sân Maracana đâu, ở Rosario quê của Lionel Messi đương nhiên là bùng nổ. Tôi nghĩ là tất cả những đứa này thì là bùng nổ. Ngày hôm nay khán giả số ít thôi đã được vào sân, nhưng họ cũng đã có được những khoảnh khắc cảm xúc vô cùng trọn vẹn. Một lần nữa thì chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng tới đội tuyển Argentina, huấn luyện viên Scaloni, Lionel Messi cùng với các cầu thủ. Chúng ta đều thấy những hình ảnh cực kỳ cảm xúc trong buổi lễ chào cúp cho đội tuyển Argentina, đội bóng chơi có phần lép vế hơn so với đội chủ nhà trận chung kết, nhưng lại là đội bóng có được chiếc vô địch. Một trận đấu được quyết định bởi một khoảnh khắc, một bức hình tập thể có lẽ là như vậy dành cho đội tuyển Argentina, đội bóng đã có được danh hiệu sau rất nhiều lần bỏ lỡ, vẫn là Lionel Messi mà thôi. Thực ra trong suốt quá trình mà tôi theo dõi bóng đá từ rất là bé, chứng kiến rất nhiều những đội bóng, những câu lạc bộ lớn trên thế giới cúp, nhưng chưa đưa lễ cúp vào nó đặc biệt và mang lại cảm xúc cái màu xanh trắng như thế này. Thế này thì tôi hoàn toàn chia sẻ với anh Nguyễn Thắng, vì anh đợi quá lâu rồi mới có được một cái khoảnh khắc nó thăng hoa, nó vừa rực rỡ với đội bóng mình yêu thích. Và tôi trải qua cảm giác đó năm 2014 khi mà Đức đăng quang. Nhưng ngày đó tôi hãy ầm ĩ lên sau đó biên tập phải ngồi đây để bình luận, để trải qua những giây phút căng thẳng với anh. Và khi trải qua những lúc căng thẳng đó rồi thì cái giá trị của cái khoảnh khắc này tôi nghĩ nó còn nhiều hơn các bộ. Cho nên là ở đây dĩ nhiên chúng ta chúc mừng Messi, chúc mừng Argentina, nhưng mà tôi đặc biệt chúc mừng người bạn tôi. Và vẫn là nhân đẳng, đúng không ạ? Thực ra thì Lionel Messi ấy bỏ lỡ rất nhiều trận đấu chung kết trong sự nghiệp, còn hôm nay là trận chung kết đầu tiên trong sự nghiệp của các tình nguyện viên chúng tôi, những người đang cùng với một tập thể đến ghi nhận, muốn khẳng định sự đóng góp của mình và cố gắng để mang tới tất cả những gì tốt đẹp nhất, hình ảnh đẹp nhất, những chương trình và sản phẩm chất lượng nhất để tặng cho những người yêu mến bóng đá, những người mà luôn ủng hộ bóng đá TV và thể thao TV. Chúng ta vẫn đang được chứng kiến chiếc cúp mà Lionel Messi sẽ ôm về trong tay. Nhưng ngay bây giờ hãy quay trở về trường quay, bởi chúng tôi còn một lời hứa của bình luận viên gắn liền